Xin chào quý vị và các bạn. Thị trường tài chính châu Âu và thế giới chưa hoàn hồn sau cơn địa chấn 24 giờ qua. Hàng loạt nhà giao dịch đã khóc ròng khi mà một trong những đồng tiền vốn được coi là bến đậu an toàn cho các nhà đầu tư đã tăng vọt không kiểm soát. Cơn địa chấn này đến từ quyết định ngày 15 tháng 1 khi Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ dỡ bỏ tỷ giá cố định của đồng nội tệ franc so với đồng euro ở mức 1,20 franc trên 1 euro mà ngân hàng này áp dụng trong 3 năm qua. Lý do nằm ở việc đồng euro liên tục xuống giá với các ngoại tệ khác. Ngay lập tức, các thị trường thế giới đã phản ứng đáng lo ngại và xuất hiện nhiều cảnh báo về tác hại của quyết định trên đối với nền kinh tế. Ngay sau khi quyết định trên được công bố, đồng nội tệ của Thụy Sĩ đã tăng giá mạnh tới mức kỷ lục 40%, sau đó có hạ nhiệt tuy đã không rơi trở lại mức cũ. Vào cuối ngày 16 tháng 1, tỷ giá cặp franc euro đã giảm 16% so với một ngày trước đó. Ngược lại, giá đồng franc so với đồng đô la Mỹ lại tăng mạnh lên mức 0,7406 franc trên một đô la Mỹ, cao nhất kể từ tháng 8 năm 2011. Lý do khiến Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ phải đưa ra quyết định này là đồng euro giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 11 năm 2003 so với đô la Mỹ và tạo áp lực tăng giá quá mạnh của đồng franc so với euro. Là thiên đường của giới tài chính châu Âu, là thánh địa của các ngân hàng lớn nhất, tốt nhất toàn cầu, đồng nội tệ của Thụy Sĩ vì thế luôn là hàng hóa được săn tìm nhiều nhất trong các thời điểm bất ổn hay giai đoạn khủng hoảng. Trong lịch sử, SNB đã nhiều lần phải tìm cách giải cứu cho đồng franc trước áp lực từ dòng vốn ngoại. Và quyết định lần này của SNB được cho là do Thụy Sĩ đã không còn khả năng để bơm franc ra thị trường để giữ tỷ giá danh nghĩa thấp hơn giá trị thực quá nhiều. Trước ánh mắt lo ngại của cộng đồng quốc tế, thống đốc SNB cho rằng biện pháp này tuy khác thường nhưng sẽ bảo vệ được nền kinh tế Thụy Sĩ và việc neo tỷ giá trong bối cảnh hiện nay là không cần thiết. Điều này được hiểu rằng do đồng euro liên tục giảm giá so với các ngoại tệ khác nên việc neo đồng franc Thụy Sĩ và euro không mang lại lợi ích cho quốc gia này. Lý do khiến Thụy Sĩ phải neo đồng tiền của mình vào năm 2011 bởi đó là thời gian đáng sợ nhất đối với khu vực đồng euro khi lâm vào khủng hoảng nợ công. Động thái của Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ khiến thị trường choáng váng bởi cách đây chỉ vài ngày, các quan chức của ngân hàng vẫn mô tả sàn tỷ giá là nền tảng trong chính sách tiền tệ của họ. Như hậu quả của động thái nói trên, các cổ phiếu của Thụy Sĩ lập tức mất giá mạnh và các thị trường chứng khoán ở châu Âu cũng sụt giảm do nhà đầu tư chọn mua những tài sản an toàn hơn như vàng và trái phiếu Đức. Ngay trong ngày đầu thả nổi, các cổ phiếu Thụy Sĩ đã mất giá hơn 12%. Giảm mạnh nhất là cổ phiếu Swatch của các hãng đồng hồ cao cấp như Longines, Tissot hay cổ phiếu của Richemont. Các cổ phiếu của những công ty trên đều mất từ 15 đến 16% giá trị. Sở dĩ như vậy là do đồng franc tăng giá đã khiến giá sản phẩm của các hãng nói trên đều tăng từ 20 đến 30% ở nước ngoài. Trong ngày sụp đổ mạnh nhất kể từ 25 năm qua này, thị trường chứng khoán nước này đã mất khoảng 100 tỷ franc. Theo đánh giá của ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ, UBS, cổ phiếu ngân hàng đã mất đi 15% giá trị chỉ ít giờ sau quyết định thả nổi. Xuất khẩu Thụy Sĩ sẽ hụt thu khoảng 5 tỷ franc và giảm khoảng 0,7% tổng sản lượng. Đồng franc được giao dịch với khối lượng lớn, nên quyết định của SNB đã dội cho các thị trường tiền tệ một gáo nước lạnh. Các nhà giao dịch chưa kịp thoái vốn sẽ chịu lỗ nặng nề. Theo một dự báo khác của tập đoàn IG của Anh, quyết định thả nổi đồng franc sẽ khiến giới môi giới chứng khoán Anh thiệt hại khoảng 45 triệu đô la Mỹ. Ngân hàng Citigroup và Deutsche Bank đã mất hơn 150 triệu đô la Mỹ trong bối cảnh hỗn loạn của thị trường sau quyết định của SNB. Một nguồn tin thân cận cho biết, ngân hàng Barclays sẽ mất đi cả chục triệu đô la Mỹ vì quyết định này. Một tổ chức nữa cũng chịu tổn thất lớn từ quyết định của SNB là các tổ chức môi giới ngoại tệ sau khi khách hàng phải chịu thiệt hại nặng nề từ việc thị trường bị xoay chuyển bất ngờ. Bên cạnh đó, những khách du lịch đã có kế hoạch lớn đi trượt tuyết ở Thụy Sĩ trong năm nay cũng phải chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ phải trả nhiều tiền hơn. Ngành công nghiệp du lịch trên khắp đất nước Thụy Sĩ dự kiến sẽ phải chịu nhiều tổn thất do khách du lịch tiềm năng có thể lựa chọn các điểm đến du lịch khác. Khách du lịch trong nước cũng có thể đổ ra nước ngoài để du lịch với giá rẻ hơn khi mà một franc đổi được nhiều ngoại tệ hơn. Chỉ mới 2 ngày, tác động tiêu cực của quyết định thả nổi đồng franc đã hiện hữu đối với ngành công nghiệp và các nhà đầu tư tư nhân tại nước này nói riêng, cũng như thế giới nói chung. Nhưng vẫn có những thành phần không những không bị ảnh hưởng mà còn được hưởng lợi lớn. Đó là những người nắm giữ đồng franc ở Thụy Sĩ. Điều này thể hiện ở ngày thả nổi thứ 2, người dân nước này đã đổ xô đi đổi đồng nội tệ sang euro.
người dân là những thành phần được hưởng lợi từ biện pháp thả nổi đồng tiền tăng tự do. Nếu tỷ giá chuyển đổi này giữ đến hết tháng, thì hàng chục nghìn người khác, Italia hay Đức, sống sát biên giới Thụy Sĩ, vẫn thường xuyên qua làm việc bên kia biên giới, sẽ thấy rõ ràng thu nhập tháng này của họ tăng lên 30%. Còn những người làm việc ở Geneva, sống gần biên giới với nước Pháp, nơi mà chi phí sinh hoạt thấp hơn, thì rất vui mừng trước thông tin này. Với tôi, đây thực sự là một thông tin tốt lành cho tất cả mọi thứ, kỳ nghỉ, mua sắm. Tôi hay mua sắm ở Pháp, luôn rẻ hơn Thụy Sĩ rất nhiều. Nay thì lại càng rẻ hơn nữa. Đổi tiền sang đồng euro sẽ giúp tôi tiết kiệm được chút đỉnh và có thể sẽ tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ. Nhưng chúng tôi cũng đang chờ đợi hậu quả gì đối với việc làm và kinh tế đất nước. Con gái tôi sắp làm đám cưới ở Pháp. Tôi đem đổi hết số đồng franc Thụy Sĩ mà mình có và thu lại được số euro lớn hơn rất nhiều. Một trong những đồng tiền đầu tư an toàn nhất thế giới, đồng franc Thụy Sĩ, đã được thả nổi. Hiện chưa thể đánh giá chính xác mức độ thiệt hại từ quyết định của SNB, nhưng những hậu quả nhãn tiền mà các doanh nghiệp và cá nhân phải chịu đã cho thấy quyết định này của Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ chắc chắn tiềm ẩn rủi ro cho kinh tế Thụy Sĩ, khu vực và toàn cầu do sự thay đổi giá trị đột ngột giữa các đồng tiền. Nhưng rốt cục, đó cũng là hậu quả khó tránh của việc hệ thống tài chính châu Âu đã lâm bệnh quá lâu mà không tìm ra phương thuốc chữa trị đúng đắn. Lo ngại về sự lung lay của nền tài chính phương Tây chưa hết, ở phần tiếp theo của chương trình, chúng ta lại đến với một mối đe dọa khác mang tên tiểu IS. Với vùng lãnh thổ kiểm soát rộng trên 52.000 km2, tổ chức Hồi giáo cực đoan Boko Haram đang ngày càng hành hoành trướng và tham vọng sẽ trở thành một tổ chức Hồi giáo IS thu nhỏ ở châu Phi. Đây là tổ chức chịu trách nhiệm cho vụ đánh bom liều chết phía đông bắc Nigeria, làm gần 50 người thương vong trong tuần qua, bằng những quả bom gắn trên người một bé gái mới 10 tuổi. Không dừng ở đó, Boko Haram còn đang mở rộng thêm hoạt động ở các quốc gia láng giềng với Nigeria và sẵn sàng tàn sát không thương tiếc người dân vô tội, kể cả trẻ em. Trước mối nguy này, ngày hôm qua 16 tháng 1, Khối Hợp tác Kinh tế Tây Phi ECOWAS đang tìm kiếm sự ủng hộ của Liên minh châu Phi để thành lập một lực lượng quân sự chung đối phó với Boko Haram. Tuyên bố trong cuộc họp báo chính thức ở thủ đô Accra, Tổng thống Ghana cho biết các nhà lãnh đạo ECOWAS đang nỗ lực tìm kiếm sự ủng hộ của Liên minh châu Phi cho kế hoạch này. Nigeria đang phải chiến đấu với Boko Haram. Cameroon cũng đang phải chiến đấu với Boko Haram. Nhưng tôi cho rằng chúng ta nên cân nhắc tới một lực lượng khu vực hoặc một lực lượng đa quốc gia. Thông tin về việc các nước thuộc Khối Hợp tác Kinh tế Tây Phi ECOWAS tính chuyện thành lập lực lượng chung để đối phó với Boko Haram được công bố vào đúng ngày quân đội Chad bắt đầu phá cử một lực lượng gồm hàng chục xe thiết giáp lên đường tới Cameroon để hỗ trợ quân đội Cameroon đối phó với các tay súng Boko Haram tràn từ lãnh thổ Nigeria sang Cameroon. Nhiều quốc gia khu vực và quốc tế đã liệt Boko Haram vào danh sách khủng bố từ nhiều năm trước, đồng thời kêu gọi các nỗ lực quốc tế chung nhằm chống lại tổ chức vũ trang khét tiếng nguy hiểm này. Không chỉ bắt cóc hàng trăm nữ sinh và gả bán họ cho các phiến quân, Boko Haram còn khiến người dân Nigeria hoảng sợ bởi chiến thuật sử dụng các quả bom người, mà gần đây là phụ nữ và trẻ em. Chỉ tính riêng trong năm 2014, các tổ chức nhân quyền quốc tế ước tính Boko Haram đã thảm sát hơn 10.000 người, một con số lạnh gáy. Và chỉ trong những ngày đầu tiên của tháng 1 này, Boko Haram còn phóng hỏa, giết người và xóa sổ hẳn hai thị trấn có tổng dân cư lên tới hơn 2.000 người ở Nigeria. Hôm 15 tháng 1, Tổ chức Ân xá Quốc tế đã công bố một số hình ảnh chụp từ vệ tinh của khu vực quanh hai thị trấn Baga và Doronbaga của Nigeria, những nơi vừa bị Boko Haram tấn công đẫm máu hồi tuần trước. Những tấm ảnh chụp vào ngày 2 tháng 1 và ngày 7 tháng 1 cho thấy hai thị trấn có mật độ dân cư khá đông, cách nhau 2,5 km này gần như biến mất hoàn toàn, với hơn 3.700 tòa nhà bị hư hại hoặc bị hỏa hoạn thiêu rụi hoàn toàn. Theo những quan chức địa phương, không chỉ hai thị trấn Baga và Doronbaga, mà 16 ngôi làng và thị trấn lân cận cũng bị phá hủy trong một loạt vụ tấn công của các phần tử vũ trang Boko Haram bắt đầu từ ngày 3 tháng 1. Các nhân chứng cho hay Boko Haram đã giết hại ít nhất 5.000 người trong cuộc tấn công vào bang Bono, dù chính quyền Nigeria chỉ đưa ra con số là 150 người. Tuy nhiên, người ta tin rằng con số được cung cấp bởi các nhân chứng đáng tin cậy hơn.
Ngoài việc chiếm đóng các thị trấn, làng mạc, các tay súng của Boko Haram đều có khả năng triển khai các vụ đánh bom liều chết tại hầu hết các thành phố của Nigeria, trong đó có cả thủ đô Abuja. Boko Haram không chỉ dừng lại ở các cuộc tấn công trong lãnh thổ đất nước Nigeria, mà còn táo tợn vươn ra các nước láng giềng như Chad và Cameroon. Sự đáng sợ của nhóm Boko Haram thể hiện ở chỗ chúng không thà cả phụ nữ lẫn những em gái nhỏ. Theo các nhà phân tích, trên thực tế, Boko Haram đã chia cắt Nigeria thành hai phần, miền Bắc theo đạo Hồi và miền Nam chủ yếu theo đạo Thiên Chúa. Hiện đa số người dân theo đạo Hồi ở miền Bắc đều nghe theo lời kêu gọi của Boko Haram, sẵn sàng gia nhập hàng ngũ tay súng cực đoan. Vậy Boko Haram là tổ chức như thế nào mà lại có được sức mạnh ghê gớm như vậy? Mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau. Boko Haram nguyên bản là một giáo phái theo đạo Hồi được giáo chủ Mohammed Yusuf thành lập năm 2002 tại Maiduguri, bang Borno, phía đông bắc Nigeria. Giáo phái này đặt mục tiêu tối thượng là thiết lập một tiểu vương quốc Hồi giáo tại Nigeria với đầy đủ các luật giáo hà khắc nhất. Boko Haram, theo tiếng địa phương, có nghĩa là giáo dục phương Tây, là một tội lỗi. Và các phần tử theo giáo phái này đều rất tôn sùng Taliban ở Afghanistan. Lúc đầu, thành phần của nhóm Hồi giáo này chủ yếu gồm những người đã tốt nghiệp đại học, những kẻ khá giả hoặc thuộc tầng lớp trung lưu. Khoảng 200 phần tử như vậy đã lập một bản doanh tại làng Kanama thuộc bang Yobe, phía đông bắc Nigeria và giáp biên giới Niger. Từ căn cứ này, chúng bắt đầu phát động nhiều cuộc tấn công nhằm vào các đồn cảnh sát để sát hại và cướp quân nhu đạn dược. Năm 2009, quân đội Nigeria đã tăng cường truy kích vào Maiduguri và tiêu diệt khoảng 800 tên thuộc giáo phái Boko Haram. Ngôi đền dùng làm tổng hành dinh của phong trào này đã bị san phẳng, thủ lĩnh Mohammed Yusuf đã bị giết chết trong tù. Tuy nhiên, nhóm này đã tổ chức lại lực lượng dưới sự chỉ huy của Abu Bakar Sekau, một trung úy quân đội, sau đó rời bản doanh khỏi phía Bắc và trở nên cấp tiến hóa. Không chỉ dừng ở đó, các mối quan hệ của Boko Haram dường như đã vượt ra ngoài các đường biên giới Nigeria. Nhiều chuyên gia cho rằng, Boko Haram bành trướng như ngày hôm nay phần nhiều là do sự tắc trách và tình trạng tham nhũng trong chính quyền Nigeria. Lợi dụng sự bất mãn của người dân, Boko Haram đã tuyển mộ và thu phục được sự ủng hộ của cộng đồng Hồi giáo. Vì thế mới có chuyện hơn 70% dân chúng nghèo ở miền Bắc Nigeria vẫn nộp tiền mỗi ngày cho Boko Haram để chúng mua vũ khí hạng nặng, xe bọc thép, đạn dược và bom. Báo cáo của tình báo Mỹ được tờ Washington Post đăng tải hồi tháng 6 năm 2014 còn cho biết, Boko Haram có nhiều nguồn tài trợ khác nhau và chúng cũng có cách gây quỹ bằng các hoạt động phạm pháp như bắt cóc tống tiền, buôn lậu, bắt người để bán làm nô lệ. Và nếu như Boko Haram thực sự bắt tay với các tổ chức cực đoan khác như Al-Shabaab ở Somalia hay Taliban ở Pakistan, Al-Qaeda ở Afghanistan và tệ hơn là IS, thì chúng sẽ trở thành mối nguy không chỉ đối với sự ổn định, hòa bình ở châu Phi mà còn của cả thế giới. Lời cảnh báo này cũng khép lại chuyện Đông chuyện Tây hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.